Sau khi không thể giành chiến thắng trên sân nhà của Nam Định ở vòng 3 V-League 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã bị các cổ động viên gọi là vua hòa vì từ đầu giải đến giờ họ không để thua nhưng cũng không thể giành chiến thắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kia Tisak đã nói rằng ông muốn xử hai học trò cũ của mình là Hồng Duy và Hữu Tuấn. Khi Hữu Tuấn và Hồng Duy rời Hoàng Anh Gia Lai thì bản thân tôi muốn họ trưởng thành và phát triển trong môi trường mới. Hôm nay màn trình diễn của họ rất tốt, đặc biệt là khi đá với đội bóng cũ thì họ đã chơi với hơn 100% sức lực nói vui là tôi rất muốn xử họ bởi vì hôm nay chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng ở trận đấu này được biết trước trận đấu huấn luyện viên vũ hồng việt của nam định đã hỏi hồng duy và hữu tuấn về những điểm mạnh và điểm yếu của hoàng anh gia lai và họ đã chia sẻ rất nhiều khi vào trận thì các cầu thủ nam định đã làm tốt và khắc chế được đối thủ tiếc là đội chủ sân thiên trường đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối và để mất vị trí dẫn đầu vào tay hà nội fc